Hoài Sa và Thiện Hạnh. Thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam và sau đây kính mời quý vị bước vào bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam là bản tin cho hay Việt Trung rạn nứt vì Việt Nam khoan dầu trên Biển Đông. Việt Nam đã tiến hành khoan dầu tại một khu vực mà Trung Cộng nói thuộc chủ quyền của họ trên Biển Đông. Và hành động này được cho là nguyên nhân khiến Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng, tướng Phạm Trường Long, đột ngột cắt ngắn chuyến thăm viếng Hà Nội 3 tuần trước đây. Bản tin của đài BBC dẫn lời ông Ian Cross thuộc công ty tư vấn về dầu hỏa Moise có trụ sở tại Singapore cho biết, tàu khoan Deep Sea Metro đã bắt đầu khoan trên vùng biển nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 km hôm 21 tháng 6. Cũng theo bản tin này, hành động này của Hà Nội dường như là lý do khiến cho ông Phạm Trường Long đột ngột hủy tham dự cuộc giao lưu quốc phòng biên giới giữa hai nước Trung Việt. Tạp chí The Diplomat có các nguồn tin riêng của họ cũng cho biết rằng cuộc giao lưu quốc phòng biên giới lần thứ tư giữa hai nước đã bị hoãn đột ngột vào hồi tháng trước với nguyên do phía Bắc Kinh bất bình với việc Hà Nội nối lại việc thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Trong khi đó, thì Việt Nam đã xác nhận nạn nhân bị Abu Sayyaf chặt đầu. Thưa quý vị, đại diện Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vào ngày 7 tháng 7 đã xác nhận với báo giới trong nước về tin liên quan đến hai nạn nhân thuyền viên của Việt Nam bị phiến quân Abu Sayyaf chặt đầu. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam là chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân và tìm mọi cách hoàn tất thủ tục pháp lý cũng như pháp y với phía Philippines để có thể đưa thi hài người bị hại về sớm mai táng trong thời gian sớm nhất. Danh tính của hai thuyền viên Việt Nam bị phiến quân Abu Sayyaf sát hại được xác định là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Việt Nam yêu cầu phía cơ quan chức năng Philippines bảo quản thi hài của hai người xấu số này. Xin nhắc lại, hai thuyền viên Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải bị Abu Sayyaf bắt vào tháng 11 năm ngoái cùng với một số bạn thuyền khác. Đến ngày 4 tháng 7 vừa rồi thì cả hai bị chặt đầu tại làng Barangay Tumalumbong Sumisip trên đảo Basilan phía nam của Philippines. Hai nữ dân oan mạng hạn tù. Hai trong số ba phụ nữ bị tuyên án từ 3 cho đến 4 năm tù do cầm cờ vàng đi biểu tình trước Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn hồi năm 2014 vừa mãn án vào ngày 7 tháng 7. Hai phụ nữ này là bà Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai. Còn lại người thứ ba, bà Ngô Thị Minh Ước phải tiếp tục thi hành bản án 4 năm 3 tháng. Cả ba dân oan nói trên đều bị truy tố tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Theo Đài Á Châu Tự Do RFA, chiều tối ngày 7 tháng 7, một trong hai người vừa mới được mãn án là bà Nguyễn Thị Bé Hai cho biết, sáng cùng ngày, cán bộ quản giáo ở An Phước đã đưa bà về đến thị trấn Hòa Thành. Sức khỏe của bà bây giờ đã đỡ hơn so với thời gian bệnh tật liên tục trong tù, song bà muốn sớm qua bệnh viện khám tổng quát. Bà Bé Hai còn cho biết không chỉ chịu án tù oan, mà nay bà đang trong tình trạng nhà cửa không còn, đất đai đã mất hết. Thưa quý vị, hơn 30 tổ chức kêu gọi điều tra về cái chết của Nguyễn Hữu Tấn. Ân xá quốc tế và hơn 30 tổ chức khác vừa gửi thư ngỏ cho Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm kêu gọi Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra độc lập, không tư vị và hiệu quả về cái chết gây nhiều nghi vấn của ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại trại tạm giam Công an Vĩnh Long vào hồi đầu tháng 5. Trong thư, các tổ chức kêu gọi Việt Nam chấm dứt đe dọa và sách nhiễu đối với gia đình của ông Tấn. Ông Nguyễn Hữu Tấn đã bị Công an bắt vào ngày 2 tháng 5 với cáo buộc phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vào ngày hôm sau, Công an báo cho gia đình biết ông Tấn đã dùng dao cắt cổ tự sát. Tuy nhiên, gia đình nói rằng họ không tin ông Tấn tự tử, nghi ngờ cả hai video do phía Công an công bố với gia đình đều được ngụy tạo. Ngoài ra, những vết thương trên thi thể của ông Tấn cho thấy khó mà là do ông Tấn tự gây thương tích. Việt Nam và Hoa Kỳ họp về việc nhận lại công dân Việt Nam bị trục xuất. Hoa Kỳ và Việt Nam có buổi họp đầu tiên ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 7 liên quan đến vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam, một trong những cam kết đã đưa ra trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết, vào ngày 7 tháng 7, buổi họp do nhóm làm việc song phương chủ trì. Đây là nhóm được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thiết lập vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Theo thông cáo này, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Đại diện Hoa Kỳ có Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao. Trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm đưa trở lại những người Việt Nam đã nhận được lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ lần cuối. Trên cơ sở là Hiệp định Việt Nam-Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân năm 2008. Việt Nam gia hạn hợp đồng dầu khí với Ấn Độ.
Thưa quý vị, theo tin tức mới nhất từ hãng tin Reuters, Việt Nam vừa gia hạn hợp đồng cho phép công ty ONGC Viet của Ấn Độ khoan tìm kiếm, khai thác dầu ở một khu vực khác ngoài Biển Đông, nơi Trung Cộng cũng đòi chủ quyền. Giám đốc điều hành hãng ONGC Viet cho biết, vừa hồi tuần này, Việt Nam đã đồng ý một hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Theo đó, công ty này được khoan tìm kiếm ở lô 128 ngoài khơi miền Trung của Việt Nam. Một phần của lô dầu khí này bị đường chữ U do Trung Cộng vẽ ra trên Biển Đông đi qua. Reuters đã trích lời của một lãnh đạo cao cấp giấu tên của công ty ONGC cho biết, việc Ấn Độ quan tâm đến lô dầu khí này mang tính chiến lược nhiều hơn là thương mại, vì khu vực này có nhiều rủi ro trong khi tiềm năng khai thác không phải là cao. Người này nói thêm là Việt Nam muốn công ty Ấn Độ ở đó vì những lo ngại về sự can thiệp của Trung Cộng ở Biển Đông. Trước đó, vào hồi năm 2006, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã cho phép Ấn Độ được khoan thăm dò tại khu vực này. Hợp đồng này hết hạn vào giữa tháng 6 vừa qua. Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay có thể giảm. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm nay từ 6,5% xuống còn 6,3%, nhưng vẫn giữ quan điểm lạc quan rằng nền kinh tế có thể hưởng lợi do chương trình cải cách nhiều hứa hẹn. Theo đó, những yếu tố ảnh hưởng đến dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2017 mà IMF đưa ra bao gồm hoạt động khai thác dầu khí tiếp tục suy giảm trong quý 1, chỉ số lạm phát không được cải thiện mà vẫn ở mức 5%. Tuy nhiên, IMF cho rằng mức tăng trưởng cơ bản vẫn được duy trì nhờ vào hoạt động sản xuất mạnh và dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhu cầu nội địa gia tăng cũng như sự phục hồi trong sản xuất nông nghiệp, IMF còn đưa ra các nguyên nhân khiến cho phát triển kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, bao gồm nợ công cao, xử lý chậm các khoản nợ xấu, điều kiện tài chính toàn cầu đang bị thắt chặt, những nhân tố bất ngờ ở nước ngoài ảnh hưởng đến nhu cầu nội địa, chế độ bảo hộ gia tăng và Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Việt Nam xếp cuối bảng Đông Nam Á về an ninh mạng. Thưa quý vị, báo cáo chỉ số an ninh toàn cầu vào năm 2017 của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU thuộc Liên Hiệp Quốc xếp hạng Việt Nam ở vị trí số 101 trong số 195 quốc gia trên thế giới, đứng cuối bảng trong số các quốc gia Đông Nam Á về an ninh mạng. Tiêu chí xếp hạng của ITU dựa trên cơ sở pháp lý, kỹ thuật và các thể chế kỹ thuật, khả năng nghiên cứu, đào tạo và hợp tác trong việc chia sẻ thông tin. Việt Nam hiện có hơn một nửa trong số 92 triệu dân sử dụng mạng Internet. Song những năm gần đây, Việt Nam luôn bị xếp vào danh sách các nước có nguy cơ cao về an ninh mạng. Trước đó, vào năm ngoái, hãng an ninh mạng Kaspersky cho biết, Việt Nam là quốc gia có số người gặp vấn đề an ninh máy tính cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với tỷ lệ là 68%. Trong khi đó, báo cáo của Microsoft cho thấy, Việt Nam luôn nằm trong top 5 quốc gia trên thế giới bị mã độc tấn công dữ dội. Cũng trong báo cáo vừa được ITU công bố, Singapore đứng đầu về chỉ số an ninh toàn cầu năm nay, trong khi các nước khác trong khu vực như Malaysia, Thái Lan đều lọt vào top 20. Hà Nội công bố kết quả thanh tra đất phi trường Miếu Môn. Toàn bộ diện tích đất phi trường Miếu Môn từ năm 1981 đến nay là đất quốc phòng. Đó là nội dung do thanh tra thành phố Hà Nội đưa ra trong buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào sáng ngày 7 tháng 7. Thanh tra thành phố khẳng định trong hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của Ủy ban xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp với diện tích như ông Lê Đình Kình và người dân địa phương đã nêu. Thanh tra thành phố cũng có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân đã để xảy ra những sai sót, đồng thời chỉ đạo Ủy ban huyện Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị quốc phòng để có biện pháp buộc người dân đang chiếm giữ trái phép đất quốc phòng phải trả lại mặt bằng cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Có mặt tại buổi công bố, Chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung cho biết đã có sự gian dối để kích động người dân. Người dân Đồng Tâm hiện nay đang rất bất bình trước dự thảo kết luận của thanh tra và đề nghị thanh tra lại. Cộng sản Việt Nam sẽ tăng cường quản lý khai thác cát sỏi. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tạo ra được một bước chuyển biến rõ rệt trong việc quản lý, khai thác tài nguyên cát và sỏi. Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Cộng sản Việt Nam Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát sỏi diễn ra vào hôm ngày 6 tháng 7 tại Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Công an, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát giác một loạt những vi phạm trong việc khai thác cát sỏi như không thả phao, xác định mốc giới mỏ để khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, lợi dụng địa bàn giáp danh giữa khai thác sang địa bàn tỉnh khác, khai thác vượt quá khối lượng và số lượng cho phép. Nhiều trường hợp lén lút hoạt động trên các con sông lớn vào ban đêm, ngày lễ và thậm chí dùng bạo lực đe dọa các cơ quan chức năng.
Tình trạng khai thác cát tràn lan đã gây ra hiện tượng sạt lề hai bên bờ sông tại nhiều địa phương, nghiêm trọng nhất là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Tiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.